quý vị các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ review cho quý vị các bạn cái lặt mộc mình mới về nhé. Rất là đẹp. Đây là một trong những lặt mộc mà mình đã thu thập nhiều rất là cây rất là đẹp. Đấy quý vị có thể thấy này. Hiện tại các cây thì nó đều đã thoát thân rồi. Rất là đẹp. Tán nó xòe rất là đẹp và nó đã bén rễ và lá rất là xanh nhá. Này quý vị thấy này, đấy, thân của nó thì bằng cổ tay nhá, tán đều và xòe. Và cây mình đã lựa chọn được những cái cây nó rất là đẹp, nó không có bị sâu hay là bị kiến. Một loạt cái cây này thì rất là công phu, mình đã chọn và đã lên chậu. Quý vị các bạn và anh nào chị nào muốn mua thì inbox phần bên dưới, mình sẽ gửi địa chỉ và số điện thoại nhé. Đấy, rất là đẹp. Quý vị có thể thấy này, cái loạt này thì một loạt là đều cây đều như nhau tất. Quý vị anh chị có thể mua 3 cây hoặc 2 cây về mình để trước cửa, rất là đều nhau, rất là đẹp. Đấy. Quý vị anh chị nào mà có nhu cầu thực sự thì inbox xuống dưới đăng ký kênh để mình gửi địa chỉ cũng như số điện thoại cho để các bạn tham khảo. Nếu bạn nào muốn mua thì mình sẽ vận chuyển ship tận nơi nhé. Mình luôn luôn có xe đi các tỉnh thành và mình sẽ ship đến tận nơi cho các bạn. Đấy, đây là một cây mộc này, tán xòe rất là đẹp. Cây này nếu các bạn để ở giữa cửa thì rất là tuyệt vời. Đấy, rất đều cây luôn nhá. Đấy, có thể các bạn mua 2 cây hoặc 3 cây hoặc 4 cây, các bạn để trước cửa nó rất là hợp lý. Và mình đã lên chậu được khoảng độ 3 tháng rồi. Và hiện tại thì nó đã bén rễ và nó rất là ổn định. Lá xanh tốt và rất là nhiều mầm. Cho nên là yên tâm sẽ không bao giờ chết được nhá. Mình sẽ bảo hành cho các bạn ngon lành luôn. Đấy. Các bạn thấy này, đấy gốc của nó này. Đây là tán nhá. Đấy, cây thì rất là đều nhau. Cho nên các bạn mình rất là yên tâm. À, mua 2 cây là mình sẽ chọn 2 cây giống hệt nhau luôn cho quý anh chị, để anh chị mình để hai bên cho nó cân nhau. Đấy, còn mua 4 cây thì mình sẽ chọn 4 cây đều, hoặc là mua 3 cây mình sẽ chọn 3 cây đều nhá. Anh chị nào mà có nhu cầu thực sự thì inbox xuống dưới, nhớ đăng ký kênh để theo dõi mình, để mình gửi địa chỉ cũng như là báo giá cho các bạn nhá.